Mua nhà hình thành trong tương lai, hay còn gọi là nhà dự án đang xây, là lựa chọn của rất nhiều gia đình. Với hình thức mua này thì khách hàng gần như là người cùng đóng góp vốn với những chủ đầu tư và tổng giá thành thì cũng thấp hơn những ngôi nhà đã hoàn thiện từ 10 cho đến 20%. Nhưng đổi lại thì việc mua nhà dự án kiểu này cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Những rủi ro đó là gì? Mời quý vị hãy cùng với phóng viên Cuộc sống thường ngày tìm hiểu ngay sau đây. Mất một năm tìm hiểu dự án, người đàn ông này mới đặt mua căn hộ của dự án Diamond Lotus Riverside, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, khi dự án còn đang nằm trên giấy. Mua chỉ vì tin tưởng chủ đầu tư và cảm thấy mô hình dự án hiện đại, không gian xanh. Và đến nay dù đã quá thời hạn giao nhà hơn một năm, nhưng hiện trạng dự án vẫn còn ngổn ngang. Bức xúc chứ. Khi mà chủ tư họ làm như vậy thì thực sự là mình động lòng rất là mất niềm tin về cái chuyện. Còn tại dự án chung cư Gia Phú Len, quận Thủ Đức, nhiều khách hàng mua nhà khi dự án mới bắt đầu xây dựng, không yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấy phép xây dựng, chứng thư bảo lãnh của ngân hàng. Hậu quả chủ đầu tư đã giao bán một căn hộ cho 5-6 người bằng nhiều cách thức hợp đồng khác nhau. Hiện nay chủ đầu tư đã bỏ trốn, để lại dự án mới được phần thô. Căn hộ của mình có trùng với một người mua khác, là một người mua thứ hai. Thì hiện tại căn hộ mình mua là 1 tỷ 2 và bây giờ mình đã trả là trên 800 triệu rồi. Bao nhiêu là tài sản đã bị lừa đảo hết rồi. Với những giấy tờ chỉ mang tính chất hình thức như vậy thì khi có rủi ro sẽ không thể bảo vệ được khách hàng. Vậy với những cách lách luật để huy động vốn của nhiều chủ đầu tư như hiện nay thì kẽ hở của pháp luật nằm ở đâu? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Một chủ đầu tư lâu năm trong ngành bất động sản cho biết những hợp đồng đặt cọc giữ chỗ của các dự án hình thành trong tương lai là một cách để chủ đầu tư lách luật huy động vốn khi dự án chưa đủ tính pháp lý. Người mua nhà nên đề nghị cái đơn vị bán nhà cho mình. Doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng những cái văn bản là cái giấy chấp thuận đủ điều kiện để bán nhà của xây dựng. Cái thứ hai là phải có cái văn bản bảo lãnh của ngân hàng. Những hợp đồng đặt cọc này thì không yêu cầu chủ đầu tư có những giấy tờ đi kèm như là giấy đồng ý của sở xây dựng cho phép huy động vốn và chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Hai loại giấy tờ này là yếu tố cần thiết nhất khi mua nhà hình thành trong tương lai. Trong khi đó luật pháp lại chưa có chế tài cho vấn đề này. Thì về pháp lý cũng chưa có quy định rõ ràng. Vì vậy chủ đầu tư họ lợi dụng vấn đề này và họ huy động vốn một cách trái pháp luật. Bên cạnh đó thì cái mức phạt mà theo quy định thì nó cũng quá thấp. Theo các chuyên gia bất động sản, để tránh rủi ro, khách hàng nên chấp nhận mua giá cao hơn nhưng căn hộ phải có đầy đủ tính pháp lý. Trong trường hợp khách hàng mua nhà dự án chưa có đủ tính pháp lý thì khi ký các hợp đồng đặt cọc giữ chỗ cần xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng, yêu cầu bổ sung thêm quy định nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng theo cam kết thì phải hoàn tiền đặt cọc lại 100%. Như vậy thì xin quý vị hãy nhớ rằng ngoài yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hai loại giấy tờ quan trọng khi mua nhà hình thành trong tương lai là giấy đồng ý của sở xây dựng cho phép dự án huy động vốn và chứng thư bảo lãnh của ngân hàng, thì khách hàng cũng cần chủ động tìm hiểu những năng lực của chủ đầu tư bằng cách là theo dõi cái quá trình đầu tư của chủ dự án này trước đó. Và trong danh sách 47 dự án hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp phép mua bán chuyển nhượng được cập nhật cho đến nay thì những dự án sau đây không có tên trong danh sách nhưng vẫn đang được giao bán công khai, quý vị cần lưu ý khi tìm mua. Đó là dự án Western Capital ở quận 6, dự án Saigon Gateway quận 9, dự án Moonlight Residence quận Thủ Đức, dự án Gateway Thảo Điền quận 2, dự án Diamond Lotus Riverside quận 8, dự án Gia Phú Land, quận Thủ Đức.